thấy được cái động mạch phổi, bạn thấy cái động mạch phổi đây à, dạng khá là lớn, cái động mạch chủ là nằm ở chỗ nhỏ đây à, ta sẽ coi cái mối tương quan của nó khá là bình thường. Cái động mạch chủ à, và động mạch phổi nằm bên trái, động mạch chủ nằm bên phải. Ở đây chúng ta thấy có một cái vùng màu khả năng là thận duy thất, tại vì em bé nó khá là khó, nó có kích thích. Nhìn thấy đây, thấy đây là cái tĩnh mạch phổi, đây là cái cờ mà nó rất là quan trọng để mình phát hiện ra là vị trái, nó là cờ Coumadin. Ở vị trí này các bạn coi có thể lắc một cái, mình sẽ thấy đó là cái kiểu gì. Và đầu tiên mình coi cái tương quan của cái hai cái thấp như thế nào. Mình nhìn qua mình sẽ thấy là cái van hai lá này nó khá là nhỏ, cái van hai lá này tương đối là nó nhỏ. Thì mình đo đây, các bạn sẽ đo van hai lá đây à. Và nếu như mình coi thì nó nhỏ hay không, mình đo cái van hai lá mình biết đại này có cái kích thước bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu biết rồi. Thì cái ca này tôi làm rồi, không không có đo các kỹ càng lại, nhưng mình sẽ thấy đo cái vòng quanh hai lá xong thì mình sẽ đo được cái tính, sẽ được cái tính G-score của bác cái vòng quanh hai lá đó to hay nhỏ, không cứ là mấy tầm chuẩn ngủ đó. Và ở đây nó có một cái ở vành ba lá khá là nặng ở đây, nhưng mà biết tại nó hơi nhún nhảy một chút nên mình sẽ quay trở lại sau. Đây là nó có một lỗ thông ở vành ba lá. Mình đo cái này, thì cái áp lực của cái thấp chân ở thấp phải nó rất là cao à, rất là cao. Và thì cái lý do nó là gì, nó có hẹp từ thấp thấp phải hay không, ở đây mình không thấy hẹp từ thấp phải không à, thì có thể là do nó tăng áp phổi. Cái đây này khả năng là do tăng áp phổi. Như vậy các bạn sẽ thấy ở đây, nếu các bạn để ý thì đây là cái tiểu gì trái đó, cái tiểu vị trái nó là như vậy à, tiểu vị trái nó khá là nhỏ. Thì giữa tiểu vị trái với lại cái tờ tĩnh mạch phổi nó sẽ tới đây, nó sẽ có cái G-Coumadin, thì cái này khá là đặc biệt của phía bên bên trái. Mà có nghe rõ mà rồi mình sẽ vào đây, mình sẽ thấy được cái tĩnh mạch phổi. Ví dụ như các bạn bỏ tĩnh mạch phổi vào đây, thấy cái phổ của van của nó à, cái phổ của động tĩnh mạch phổi, chúng ta thấy khảo sát tĩnh mạch phổi bên phải, tĩnh mạch phổi bên trái đó, tĩnh mạch phổi bên trái. Như vậy là chúng ta thấy được ok à, các tĩnh mạch phổi đổ đều hơn nhưng nó không có bị hẹp. Rồi như vậy chúng ta cái đầu tiên là chúng ta có situs soleus levocardia, rồi có cái tĩnh mạch chủ à, cái tĩnh mạch chủ nó đổ về nhĩ phải và tĩnh mạch phổi đổ về bên trái bình thường, cho nên chúng ta có kết nối tĩnh mạch nhĩ là bình thường. Rồi thì chúng ta coi cái thấp, thì các bạn coi cái thấp nào là thấp nào, mình
cho cái màu nó đậm lên, sáng lên một chút. Và cái thất nào là thất nào? Đây là thất nào? Đây là thất gì? Thất phải không trái? Trái, còn dĩ nhiên thì cái này là thất phải, không? Vậy chúng ta có dĩ trái nối với thất trái, dĩ phải nối với thất phải thì chúng ta có tương hợp tĩnh mạch nhĩ. Có tương hợp tĩnh mạch nhĩ. Như vậy có tương hợp tĩnh mạch nhĩ rồi. Bây giờ mình coi thấy có tương hợp nhĩ thấp không? Mình quét lên, ở đây chúng ta quét lên xíu. Thì rõ ràng cái thất phải nó cho ra là mạch phổi, thất trái cho ra là mạch chủ đó, nên nó sẽ qua đầu tiên thất trái là mạch chủ, cho nên đó là tương hợp thất đại động mạch. Như vậy cái này là vì cái kết nối của nó là khá là bình thường. Vậy thì vì sao cái tim này nó có bất thường gì? Nếu như các bạn không quen thì mình sẽ đổi lại kiểu này thì bạn sẽ thấy đối với bạn buồn thấy rõ hơn dữ quá. Bởi vì chúng ta đã sử dụng những cái bất thường quá lâu, cho nên cái bất thường có thể là thành bình thường. Và rõ ràng mình nhìn đây mình thấy nó dễ quá, và thực sự tôi cũng thấy dễ luôn. Thở van ba lá khá là nhiều, thở van ba lá khá là nặng, rồi có cái PFO. Rồi bây giờ chúng ta có coi như là có bốn buồn rồi, phải không? Coi cái vòng van hai lá, mình nhìn lại chỗ này mình thấy nó khá là nhỏ. Nếu mình muốn nhìn sâu vô cái van hai lá, mình tập trung vô cái van hai lá, mình sẽ narrow này lại để mình tăng cái frame rate. Hồi nãy các bạn thấy từ đây á, frame rate của nó đây này, lát này của nó rõ, frame rate của nó là 64. Bây giờ mình dồn nó lại, frame rate nó lên 109, đúng không? Cho nên nó sẽ bắt nhanh hơn rất là nhiều. Nếu cần nữa thì mình có thể giảm cái độ sâu của nó, thì bây giờ nó lên 118. Và để cần đo mà chính xác đó, thì mình phải zoom vô. Bây giờ nó lên 146, lúc này chúng ta sẽ đo. Bây giờ có vòng van, chúng ta sẽ đo ở đây. Và đây nó là 9.5. Còn có vòng van ba lá, chúng ta sẽ đo. Giả sử như đây mà cái hình nó tốt thì chúng ta đo vòng van ba lá từ đây tới đây, nó là 15.5 là 16. Như vậy là cái nếu cái chuyện đo bỏ vào cái bảng tính trên G-score đó, thường thì ở đây bác sĩ Vân là những người ngồi gần bên cạnh tôi sẽ đo cái G-score vô cái bảng đó, thì nó sẽ cho các bạn biết là cái G-score nó là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình qua cái mặt cắt cạnh ước trục dọc, thì cái mặt cắt cạnh ước trục dọc mình đầu tiên mình sẽ mở rộng ra để mình coi toàn bộ nó, cái giống như là mình có một cái định hướng chung, thấy cái tim như thế nào này. Rồi xong xuôi mình thấy cái tim nó như vậy, cuối cùng bây giờ muốn khảo sát cái gì thì mình sẽ zoom lại, mình narrow lại chỗ đó. Thì đây chúng ta thấy dĩ trái 17. Cái quan trọng nhất là đây mình thấy cái gì? Bởi vì nãy giống như Dr. Ba Ba có nói là nếu như chúng ta có một lỗ thông thất nhỏ thì làm sao đó chúng ta để cho nó vuông góc với cái tia. Ví dụ như đây là lỗ thông thất lớn, nhưng mà giả sử chúng ta để vuông tia lên lỗ thông thất như thế này đó, và lỗ thông thất đó cái sân nó là gì? Tai phải. Vậy thì ở đây nữa mình thấy cái động mạch, mình coi nó bị sao, mình sẽ coi cái động mạch chủ nó. Hồi nãy là động mạch phổi mình đo chưa đo đó, thì mình coi cái động mạch chủ, động mạch chủ của em bé này là bao nhiêu. Động mạch chủ mình sẽ đo từ cái hinge point cái này, và nó là 6.4. Mình muốn coi mức độ nó như thế này, mình coi qua cái động mạch phổi liền. Nghe là van đây, động mạch phổi của nó sẽ là 11. Rõ ràng này là cái
nếu mà bạn đo vô cái Z-score thì bạn sẽ thấy là cái động mạch chủ này nó sẽ rất là nhỏ. Và thực sự ra nếu mà người lớn chúng ta cần khảo sát kỹ thì chúng ta phải đo, ví dụ như đây là đo cái chủ vách xoang van san va, rồi chúng ta đo cái khớp nối của xoang ống là STJ, cái động mạch chủ lên. Động mạch chủ lên thì phải đo chỗ nào? Người ta khuyến cáo là ngay chỗ động mạch phổi, nó bắt chủ lên. Thì hôm trước tính cái Z-score thì cái vòng quanh động mạch chủ nó nhỏ, động mạch chủ lên nó có hơi nhỏ, chứ vòng cơ chủ yếu là cái vòng quanh động mạch chủ. Cái quan trọng là gì? Một cái nữa, ở đây mình thấy cái van hai lá nó có vẻ bất thường. Và khi mà mình thấy tự nhiên phía bên trái nó có bất thường thì qua chừng mình phải khảo sát từ cái tĩnh mạch phổi, mình khảo sát cái lồng nhĩ qua thử nó có bị cái màu hoặc là cái màng hoặc là cái nhĩ trái nó có hai buồng hay không. Và dĩ nhiên mình phải coi cái hai van hai lá. Thì cái van hai lá này các bạn sẽ thấy, nếu em bé làm đi các bạn sẽ thấy kỹ hơn, nhưng mà van hai lá này nó khá là bất thường, nó dính chùm vào đó. Hồi nãy mình đo nó nhỏ, cái thất trái bạn đo M1 thì tôi không cần phải đo lại, vì M1 bạn biết rồi, mình không đo lại. Nhưng mình đo M1 mình vẫn xác định là thất trái này nó nhỏ. Và với cái van hai lá, các anh chị nghĩ là ở đây nó có gì bất thường? Im lặng, ngủ hay là không trả lời? Ngủ, phải không? Cái trụ cơ này bạn thấy thông thường thì cái van hai lá nó phải mở ra như thế này, nhưng mà ở đây hầu như nó chỉ có một trụ cơ, thì hoặc là nó có một trụ cơ, hoặc là cái trụ cơ kia sau trong nó bị hòa với lại cái trụ cơ trước ngoài và nó tạo nên một cái trụ cơ, do đó cái van này mình gọi là bất thường, van hình dù. Và mình đo, mình ở đây mình chỉ tính mình cho trình diễn các bạn thôi, chứ bữa trước mình đo rồi thì cái diện tích van này nó khá là nhỏ, cho nên nó gây hẹp cái van hai lá. Và bạn biết chính vì cái đầu nguồn của nó hẹp van hai lá, cho nên cái dòng máu nó xuống thấp, nó sẽ hạn chế hơn. Và cũng chính vì lý do đó mà cái bắp liên nhĩ hồi nãy mình coi nó bị lệch bên phải rất là nhiều. Và cái BFO đó, nếu các bạn đo thì cái chân áp nó sẽ khá cao hơn là bình thường. Cho nên đây là do nó tắc nghẽn ở cái một phần ở cái van hai lá, nên cái thất trái nhỏ. Rồi vì cái lý do đó cho nên mình coi cái động mạch chủ như thế nào. Cái dòng máu của động mạch chủ nó sẽ ít. Mình zoom vô, mình coi cái động mạch chủ này. Mình sẽ khảo sát qua thử qua động mạch chủ là 3 mảnh hay 2 mảnh. Vì bất thường đôi khi ấy, cái chỗ bất thường đó mình phải coi là nếu mà van động mạch chủ hẹp, van hai lá hẹp, van động mạch chủ hẹp thì coi chừng phía tây nó cũng sẽ có vấn đề. Ở đây mình thấy là mình bằng xuất phát đây, mình phải nó ra đây lúc đó như này. Anh bạn biết vậy, hình tập không bạn sẽ thấy cái hình mặt bằng đó, mình phải bên tay đó, phải bên trái, nó xuất phát cái tinh đó là khá là bình thường. Cái van động mạch chủ khả năng là nó ba mảnh, như là nó chịu sẵn một cái lá. Đây mình thấy là có vẻ là giống ba mảnh, một cái lá này nó hơi nhỏ, lá bên phải, lá bên trái và lá không vạch. Ở đây mình coi thông thấp thì mình thấy rồi, mình có thể đo được cái động mạch phổi mình thấy khá là lớn, thấy không? Nó không có hẹp, đường thoát nó phải này. Đây là cái vùng ở dưới van động mạch phổi, mình thấy ok, khá là thông thoáng, mặc dù cái thất phải nó dày, nên đây nó không bị hẹp. Cái van động mạch phổi nó không hẹp, bởi vì nó mở, đó, mở vùng, mở rất là đẹp, do đó nó không phải là hẹp van động mạch phổi. Thông động mạch phổi nó giãn, và mình thấy hai nhánh động mạch phổi ở đây, qua nó mà cắt tình ứng tục ngắn thì mình thấy hai cái mạch phổi nó hẹp lưu như thế này. Nhưng mà cái quan trọng là đây là cái dòng màu đỏ, thấy không?
cái ống động mạch. Ống động mạch rất là lớn. Sinh từ đâu? Đây. Anh chị, đây là cái tâm thu hay tâm trương? Đây là tâm thu. Còn cái màu dưới đây này, cái mũi tên đây, đây này, tâm thu nhá, nó là tâm thu chứ không phải là tâm trường. Bây giờ nếu mình bỏ đây đi, quay ngược lại thì đây là tâm trường, cái vùng này là vùng tâm trường. Như vậy cái ống động mạch này nó khá là lớn và nó đi từ tâm thu lại từ phải qua trái, và tâm trường từ trái qua phải. Nó chứng tỏ là kháng lực, cái tăng áp phổi nó rất là nặng. Và có thể nó chứng tỏ một cái điều khác nữa, và thì đó là cái mặt cắt cận ức đục ngắn lên cao, phát hiện cái ống động mạch. Đây là ống động mạch nhá, chứ không phải là nhánh trái động mạch phổi đâu. Đó là mạch phổi đây này, nhánh trái này nó hơi kéo ra này, nhánh tay là nhánh phải, nhánh trái thì nó hơi ra, còn cái ống động mạch ta thì nó đứng lên đó. Mình có thể quét, ví dụ như các bạn thấy đây, à nếu chúng ta để nguyên chỗ này thì đôi khi mình khó nói, nhưng mà chúng ta quét, bây giờ sự quét, đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, chúng ta đưa lên chúng ta thấy có một nhánh khác, đó nó đi đường khác vuông hơn, thì chỗ đó chúng ta thấy là trái phải, phải trái, thì ống động mạch cực kỳ lớn. À, ống động mạch ở đây chúng ta đo bao lớn, ống động mạch chỗ này ta đo là khoảng 6.6. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có, mình thấy là tương hợp tĩnh mạch nhĩ, nhĩ thấp, à, thấp đại động mạch, à, cái bắt liên nhĩ lực phải rất là rõ, cái luồng sinh qua BFO nó restrictive, khi vòng van hai lá nó nhỏ, khi van hai lá nó có bất thường, và cái động mạch chủ, cái vòng van động mạch chủ nó nhỏ. Nếu với người lớn á, đôi khi anh chị trẻ em thì chúng ta thấy rõ là nếu mà mặt cắt cả nước bụng bốn buồng, mình giữa bốn buồng với lại cái tuần ngắn chúng ta sẽ có được mặt cắt này á, thì đôi khi ở người lớn nếu người ốm ốm thì các bạn sẽ có thể thấy được đây là cái tiểu nhĩ, để mà có thể coi được có cái huyết khối trong tiểu nhĩ hay không. Đó, đây là cái tiểu nhĩ nha, chứ không phải cái động mạch phổi. Động mạch phổi đây này, mạch phổi là đây, mạch phổi, mạch phổi là đây, chứ còn cái này á nó bao nhiêu là tiểu nhĩ nha, mạch phổi tiểu nhĩ nhồng đây. Như vậy chúng ta thấy là rõ ràng cái tương quan này là gì, bình thường của nó là động mạch chủ nằm sau và bên phải, động mạch phổi nằm trước và bên trái. Đây là cái tương quan bình thường. À, nếu chị còn nhớ hồi sáng là chúng ta sẽ thấy có một cái tương quan khác, cái tương quan là mạch chủ nằm trước bên phải và mạch phổi nằm sau bên trái, đó là tiền vị của cái này, là theo DJ của cái này là bình thường. Chỉ có cái bất thường là cái tương quan về kích thước giữa cái động mạch thấp trái phải và cái động mạch chủ và động mạch phổi. Như vậy chúng ta thấy là tóm lại là ở phía bên trái của bệnh nhân nó có nhỏ hơn phía bên phải và nó có tăng áp phổi. Rồi bây giờ nếu như chị chỉ cắt tới đây thì thôi, thì câu chuyện nó sẽ chấm dứt ở đây, còn ống động mạch vậy thôi. Nhưng mà bắt buộc chấm vào sáng chúng ta nói chúng ta phải coi lên cái tầm cao hơn nữa. Rồi thì bao giờ nó cũng vậy. Chị thấy cái này là cái gì? Đây là cái tĩnh mạch của dây.
các bạn sẽ để ý đây là cái đầu mặt chủ nha, có nhánh nhưng mà chỗ này mình sẽ coi lại tại sao nó nhỏ như vậy. Như vậy để ý cái đầu mặt chủ đây, cái đầu mặt chủ thì mặt quân như gia đình nó là đầu mặt chủ, cái tĩnh mạch vô danh ở đây đầu mặt chủ, đây là đầu mặt phổi rất là lớn, đầu mặt chủ đây, đầu mặt chủ rất là nhỏ. Chỉ cái chỗ này chúng ta đo cái quay nó là chỉ 2.55, nó nhớ là đồng mặt ống đồng mạch là 6.6. như vậy mình sẽ bỏ màu luôn, mình thấy ở đây cái luồng màu nó vẫn còn đi xuống từ cái mặt chủ lên và chỗ này nó vẫn đi xuống, có nghĩa là cái này nó không thương cái này. Thì chúng ta thấy nhìn kỹ chúng ta vẫn thấy cái dòng máu, tức là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh nó đi lên, có nghĩa là chỗ này là mặt chủ nó rất là nhỏ. Vậy thì phía sau cái chỗ nhỏ đó này, bạn sẽ coi chỗ này, thì liệu cái này nó đứt hoàn toàn hay là nó hẹp eo? Vậy rõ ràng các bạn có đồng ý là cái chỗ này cái đầu mặt chủ nó nhỏ không? Này, mặt phổi này rất là to, mặt chủ rất là nhỏ, và như vậy khả năng chỗ này nó có thể có cái luồng thông thương qua, nhưng mà chỗ này nó khá là khó để mà phân biệt là có qua hay không. Đây, nếu mình nhìn như thế này á, rõ ràng là đầu mặt chủ nó tắt ngang hoàn toàn chỗ này, tắt ngang hoàn toàn chỗ này, thì nó sâu. Chỗ này là các bạn để ý đây là cái động mạch dưới đầu trái nha. Nếu mà nó tắt chỗ này sâu với động mạch dưới đầu trái thì nó sẽ là đứt đoạn cung động mạch chủ tiếp. À, tiếp B là giữa cái động mạch cảnh trong trái, cảnh trái và động mạch dưới đầu trái, còn tiếp tiếp A là giữa cái động mạch thân cánh tay đầu phải với lại cái nhánh còn lại, thì khả năng chỗ này là cái chỗ hẹp đứt đoạn hoàn toàn luôn, hoặc là nó hẹp theo động mạch chủ rất là nặng. Các bạn nên thấy là phía này là cái động mạch chủ nó đã giãn ra rồi, bởi vì cái động mạch chủ đó chắc chắn nó được nuôi bởi cái ống động mạch, cái phần dưới của cơ thể nó được nuôi bởi ống động mạch. Thì rõ ràng với cái siêu âm như thế này thì mình có thể ra chẩn đoán là hoặc là một cái hẹp eo động mạch chủ rất là nặng, hoặc là một cái đứt đoạn cung động mạch chủ hoàn toàn phía tiếp A, và cái phần dưới của cái ống động mạch, đây là cái ống động mạch này, nó được nuôi bởi cái phần dưới của động mạch chủ này, tức là toàn bộ phần dưới thân nó được nuôi bởi cái ống động mạch, hầu như nó không có được nuôi gì ở trên này hết. Tóm lại, em bé bây giờ mình chịu mình yên, mình siêu âm luôn, mình coi thử là nếu mà phẫu thuật thì mình sẽ coi cháu bé này là gì, một cái tĩnh mạch trụ tràng bên phải, bởi vì nó có cái tĩnh mạch trụ tràng này nha, tĩnh mạch vô danh, mình chỉ đồ, thì đó là các nhánh động mạch phổi cắt theo mặt cắt chưa sáng, muốn trình bày cho chị đó, thì đây là cái động mạch phổi phải nha, động mạch chủ, cái tĩnh mạch vô danh với tĩnh mạch trụ tràng bên phải. Bạn thấy đây là động mạch mạch phổi, again cái động mạch phổi rất là lớn, cốt ống động mạch rất là lớn, cho nên nhiều lúc các bạn không có cái điện tim vô, bạn tưởng là đường sinh tái phải, nhưng mà không phải, phải trái. Ở đây như vậy một lần nữa chúng ta khẳng định là như vậy thì
cái ca này là cái ca mà nó nằm ngoài chương trình, phải không? Còn ca nằm trong chương trình là cái ca mà sáng tôi biết là cái tối ưu quá. Thì các anh chị nghĩ cái ca này mình sẽ làm gì? Mình có thể làm được gì với ca này? Nên nhớ là nó có một số cái thuyết mà ta gọi là thuyết thôi, không biết là đúng hay không, tức là cái cấu trúc của một cái máu hay là một tim vào đó nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng máu vào đó. Ví dụ như với cái thắt trái thì chị hiểu rồi, tức là cái thắt trái, cái quyết định cái kích thước của thắt trái thường đừng có nói cái chuyện mà ví dụ cơ tim nó bị sơ hóa hoặc là nội mạc nó bị sơ hóa mà nói, nhưng mà nó bình thường đi thì cái quyết định của kích thước của thân trái hay là thân phải là cái thể tích thân trái tầm trường, đúng không? Quyết định là thể tích thân trái tầm trường. Khi cái thể tích cái thân trái tầm trường, máu nó về tim càng nhiều thì bắt buộc tim nó sẽ càng giãn ra. Để làm gì? Đó là theo định luật Stalin, nó càng giãn thì nó co lại càng tốt. Và cái nguyên lý tối thượng của tim mình trong trường hợp bình thường về sinh lý thì cái tim mình sẽ là nó có nhiệm vụ bơm tất cả các máu về của nó, nghĩa là máu về nó bơm ra nếu là cái tim bình thường. Còn khi nào máu về mà nó bơm không ra hết thì lúc đó nó sẽ có cái nhiệm vụ suy tim, còn bình thường nó phải bơm ra hết. Do đó muốn bơm ra hết thì nó phải giãn ra đủ để mà nó bơm. Thì nếu như không có dòng, nếu mà máu về nhiều thì tim nó giãn ra, còn nếu nó không có dòng, ví dụ như trong trường hợp nó tắc ở đâu đó cái tĩnh mạch phổi nó không về tim thì nó không về cái thắt trái, thì lúc đó thắt trái nó nhỏ. Tương tự ở đây mình thấy là cái van hai lá của bệnh nhân này và cháu bé này nó bị hẹp, cho nên cái dòng máu của nó về rất là hạn chế. Và nếu mà bạn chỉ để ý kỹ xem á, là cái vách của cái vách tim nhĩ nó khá là dày, khả năng là trong cái bào thai của nó cái lượng máu từ phải trái nó cũng phải là cao, nó sẽ hạn chế, là bởi vì phía bên này nó bị tắc, do đó cái lượng máu nó về nhĩ trái nó như thắt trái nó sẽ ít, thắt trái ít thì thắt trái nó sẽ nhỏ, và thắt trái nó sẽ nhỏ thì cái lượng máu bơm ra cái động mạch chủ nó cũng ít, bơm ra động mạch chủ nó cũng ít thì cái cấu trúc phía trên trên này nhất là cái chỗ mà dễ bị hẹp nhất, đó là cái chỗ tiếp nối giữa hai cái dòng máu, chị biết không? Tức là trong bào thai thì nó sẽ có một cái dòng máu tự bơm từ thất trái lên trên động mạch chủ nuôi cái động mạch vành và nuôi cái động mạch não. Một dòng máu nó sẽ bơm từ thất phải đi qua ống động mạch nuôi phần dưới cơ thể, thì trước ống động mạch và đoạn cuối của quai động mạch chủ và trước ống động mạch đó là cái chỗ mà dòng máu nó sẽ ít qua nhất. Cho nên nếu theo lý thuyết dòng ở trên nó mà thiếu dòng máu thì chỗ đó nó sẽ không phát triển. Cho nên các bạn quay siêu âm của đây cũng thấy cái thất trái nó hơi nhỏ, hoặc là cái ốc cái động mạch chủ nó hơi nhỏ, cái cung mà mình viên khi vòng van động mạch chủ nó hơi nhỏ, hoặc là hẹp van động mạch chủ hai mảnh có khả năng hạn chế dòng máu qua, thì bắt buộc mình phải coi trên này để coi thử có hẹp theo động mạch chủ hay không. Với trường hợp như thế này, giả sử như bạn có bạn miss đi trong thời kỳ bào thai và không phát hiện được hẹp eo động mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ hoàn toàn đó cho về, thì trong giai đoạn đầu 1-2 ngày đầu thì ống động mạch nó còn không? Thì cái phần dưới của nó vẫn tưới máu được bình thường, nhưng mà một có thể 7 ngày 10 ngày sau thì một lý do nào đó ống động mạch nó đóng một cái là shut down hoàn toàn, thế là phần dưới này nó sẽ không được tưới máu, nó sẽ xuất hiện viêm ruột hoại tử. Bệnh nhân vào với mình trong cái bệnh cảnh viêm ruột hoại tử và lúc đó mình cố gắng mình chăm sóc gì đó cho kháng sinh gì đó, nhưng mà thực sự ra câu chuyện là nó nằm ở cái chỗ cái ống động mạch. Thì bệnh nhân này nó khó cái chỗ nào hẹp eo động mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ hoàn toàn, mình không bàn sau chỗ đó. Nhưng mà dù có đứt đoạn hay là nó hẹp gì thì cái dòng máu đi qua chỗ đó là không có, nó phòng máu ở toàn bộ phần dưới này
nó sẽ phụ thuộc vào cái ống động mạch. Cái bây giờ cái quyết định phẫu thuật là gì, mình sẽ sửa theo hai thấp được hay không, cái đó hay là một thấp. Câu hỏi đó là nó rất là khó. Một thấp thì mình sẽ làm gì? Một thấp thì bây giờ khắc lực, cái áp lực ở trong phổi nó rất là cao, khả năng nếu mình để nữa áp lực trong phổi nó cao này, nó không trở về bình thường, nó không xuống thấp tới mức độ mà dưới 12, dưới 15 để cho có sau này mình làm tâm được, nó rất là khó. Còn phẫu thuật theo hướng hai thấp thì mình sẽ phẫu thuật thì cũng cực kỳ đơn giản, bởi vì cái thấp trái nó nhỏ. Vậy cái phương pháp của tôi định làm là gì? Tạo, có thể là tạo qua, tái tạo cái quai động mạch phổi, bảo đảm cái quai động mạch phổi và để nguyên trong tim, không có độn gì trong tim, thông nguyên thấp gì đâu, kệ nó. Nhưng mà để mà giảm cái lượng máu lên phổi, bởi vì các bạn thấy cái động mạch phổi rất là to, giảm cái lượng máu lên phổi, lúc đó mình phải làm bê đi. Thì đó là cái cách mình đang bây giờ bắt buộc phải cho máu nó đi xuống qua cái cung động mạch chủ, cho nên mình phải mở rộng cái cung động mạch chủ. Thứ hai nữa là mình bê đi, giữ mình cắt luôn ống động mạch, tức là lúc này mình mổ ra thì mình phải mình tái tạo cái đường thông thì mình cắt ống động mạch và mình làm hẹp lại cái động mạch phổi. Thì cái phẫu thuật cái bé này có thể sẽ đi qua là bending và tái tạo cung, cắt bỏ động mạch, rồi sau đó sẽ thêm cái tình trạng như thế nào nếu như mà phẫu thuật và phẫu thuật sửa chữa theo hướng hai thấp, vá thông nguyên thấp mà không được, thì lúc đó con người sẽ cực kỳ nan giải, bởi vì tôi tin chắc một điều là cái kháng lực mình có phổi đó nó sẽ không có trở về bình thường, nó sẽ rất là khó, bởi vì bây giờ mà mình cố gắng phẫu thuật viên cố gắng là còn cái động mạch phổi thì chặt để mà đảm bảo là mai mốt cái kháng lực nó xuống á thì còn động mạch phổi chặt mình mổ xong thì nó không ra luôn, có thấp cái gì đâu. Nên đứa trẻ này sẽ phải đi theo con đường như vậy, tái tạo của động mạch chủ, cắt bỏ các động mạch và chế dòng máu về phổi. Đó là cái bệnh ngoài luồng, chúng ta nói ngoài luồng. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái ca thứ hai để mình nói. Hồi nãy là chúng ta sử dụng cái đầu dò S83. Thực sự ở đây nó có một cái đầu dò nữa là S124. Nhưng mà S124 bởi vì nếu mà chúng ta làm sơ sinh mình cứ để nằm yên ấy, lúc đó cái footprint nó nhỏ, chúng ta làm gì? Cái này nó không sử dụng là bởi vì em bé nó có vùng quậy. Mình dùng cái đầu dò S2 nó dễ, rất là khó dễ tụt. Do đó mình dùng S83. Còn bây giờ em bé này mình bao nhiêu? 10 tuổi mà khá là lớn rồi, cho nên không có dùng F8 được, thì là quay bây giờ mình sẽ giả sử thế này. Bây giờ mình để một cái màn hình mà cái full cái sector đó mình mở rộng tối đa nha, và mình cho cái độ sâu cho cái tia nó đi tối đa có thể, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là cái frame rate này nó chỉ là 35 rất là thấp. Nếu như lúc đó mà chúng ta muốn làm 3D nữa thì chúng ta từ 35 này cho một cái hình 3D thì nó xuống còn 8, lúc đó sẽ hình nó sẽ trượt, không có làm được. Và tôi thấy có một số bạn á là vì mình muốn làm cho nó nhanh, cho nên các bạn vừa bỏ 2D vừa bỏ màu, kéo một cái là 2D với màu đi luôn và cho nó tiện, thì các bạn sẽ thấy cái đó là một cái thực hành mà chúng ta cần thiết là khuyến cáo strongly là khuyến cáo là bỏ. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng đi,
Tôi cho cái màu với lại cái. Thì lúc này cái frame rate của mình là mấy? 6. Nó cực kỳ thấp. Nếu chúng ta vừa cho cái màn hình lớn, sector lớn, cho cái độ sâu cao, rồi cho màu vô, thì lúc này chúng ta chỉ còn có frame rate, nó chỉ còn có 6. 6 thì impossible. Nó không cho, nó sẽ cho mình cái hình mà nó sai lệch, bởi vì nó bắt, nó bỏ đi rất là nhiều. À, giống như mình chụp cái máy hình mà là dốn thì không có kiểu gì mà cho playback mà quay chậm ra được hết, không bắt được những cái hình ảnh tinh tế. Các bạn giống như là nếu như mình muốn quay cái một hạt mưa mà nó bung á, thì người ta phải dùng một cái máy quay phim mà cực kỳ cái tốc độ nó cực kỳ cao, sau đó mình mới thấy được những cái chuyển động rất là tinh tế của nó. Và bây giờ mình dùng cái frame rate nó thấp như thế này thì chắc chắn bạn sẽ không làm được. Vậy thì bây giờ mình trước tiên là bạn không được dùng 2D với màu cùng một lượng. Để bỏ cái màu đi, lúc đó chúng ta sẽ có frame rate nó là 35 nha. Bây giờ nếu chúng ta thấy ở phía phần sau đây, các bạn thấy phần sau đây là cái phần mà chúng ta không muốn khảo sát, nhưng mà chúng ta bắt cái tia nó đi từ đây tới đây rồi nó mới ngừng phát để nó thu lại. Rõ ràng là cái phần phía sau này là cái phần vô ích, mà chúng ta bắt cái tia nó đi, chúng ta làm chậm lại frame rate. Do đó chúng ta chỉ muốn khảo sát cái vùng này thôi, thì chúng ta phải cho nó xuống gắn lại. Có nghĩa là chúng ta bảo cái máy là máy hãy cứ phát tia một đoạn đó thôi, phát cho tới đoạn này thôi, ngắn thôi, 15 thôi, rồi dừng để ghi nhận lại cái tia. Cho nên lúc này với cái động tác này chúng ta làm giảm cái độ sâu thì chúng ta sẽ có frame rate lên 50 ha. Rồi bây giờ mình thấy nó là 50. Giả sử như chúng ta thấy phía sau này cũng không cần nữa, phía sau này mình cũng không cần nữa, thì mình có thể giảm nữa. Mình giảm nữa thì nó cái này nó chưa thấy gì nhiều. Thì lúc đó mình rõ ràng mình chỉ cần quan tâm tới cái vùng này thôi, thì lúc đó mình sẽ cho cái sector nó nhỏ lại, thì lúc đó các bạn sẽ có cái frame rate của nó là 75. Rồi thì đó là cách thứ nhất chúng ta làm sao, một là nhỏ cái sector, hai là giảm cái độ sâu, hai cái đó, và không được dùng màu cùng lượt với lại 2D. Chúng ta phải đi 2D trước, chúng ta hiểu cái cấu trúc 2D đó và chúng ta nghi ngờ gì đó, lúc đó chúng ta mới dùng màu. Bây giờ chúng ta bỏ cái màu lại, nhỏ lại. Thì lúc đó mình bỏ màu vô nó vẫn giảm đi, nhưng mà ít nhất là nó không có còn 8 nữa. Thì các bạn nhìn thấy đây là em bé này là có cái động mạch chủ nằm bên trái, tĩnh mạch chủ nằm bên phải, situs. Còn nếu như các bạn không rõ lắm thì các bạn có thể quay dọc đầu dò lại, và mình bắt đầu từ bên phải nhất qua bên phải, mình thấy cái gan của tĩnh mạch chủ, đúng không? Rồi mình đi qua mình đụng với cột sống, đây là cột sống. Rồi mình đi qua khỏi cột sống thì mình thấy phía bên kia có một cái động mạch, và động mạch đó một cái mạch máu, mà mạch máu đó nó là có cấu trúc của động mạch. Thì rõ ràng là tĩnh mạch chủ nằm bên phải, động mạch chủ nằm bên trái. Như vậy cái tương quan của nó, cái status nó là khá là bình thường. Như vậy đây nữa, mình coi nữa thì level cardia. Như vậy nếu đúng là bình thường thì cái này nếu dưới 1% là bệnh tim bẩm sinh, nhưng mà cái trẻ này thì 100% là bệnh tim bẩm sinh. Nếu mà nó không có tim bẩm sinh thì chắc là nó cũng không có nằm ở khoa này làm gì. Bây giờ các bạn cắt này, mình thường mình sẽ đổi như thế này, nhưng mà vì các chị chưa quen cho nên tôi chấp nhận là sẽ làm theo cái kiểu luôn chị để chị quen. Đó, nó vẫn cái hình từ trên xuống, các bạn thấy cho nó bình thường. Thì rõ ràng là đây là cái tĩnh mạch chủ dưới, đây là tĩnh mạch chủ trên, đây là cái vách liên nhĩ. Thì trong cái thông liên nhĩ thì bạn thấy nếu như có một luồng thông ở đây thì bạn sẽ biết đây là cái gì, đây là tĩnh mạch chủ dưới, thì đây là tĩnh mạch chủ trên. Thì mình sẽ bỏ cái màu luôn, mình thấy là hạ cái màu xuống, hạ cái màu xuống, và mình sẽ thấy cái dòng màu từ cái tĩnh mạch chủ dưới, màu từ tĩnh mạch chủ trên. Dĩ nhiên cái trẻ này nó lớn thì nó không còn đẹp nữa, nhưng
dù sao đi nữa thì mình vẫn thấy được ở đây là cái mắt suy nghĩ nó khá là như vậy rồi, nhưng mà đây cũng chưa đủ, mình có thể lật ngang qua mình coi cái mắt suy nghĩ ở cái mặt cắt khác vuông góc với nó hay đây. Rồi một cái cách khác nữa là mình cắt qua mặt cắt từ cái phong điện của mình là nó quy tại nó đồng hóa, cho nên thôi mình chấp nhận là mình sẽ không làm được cái đó. Rồi bây giờ nếu như chúng ta thấy à cái tim như vậy mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì đừng nhắc lại một lần nữa là nếu mình cái màn hình mình điểu vô mà điều chỉnh như thế thì là được 50, nếu có người còn điểu lên điểm này thì nó còn có 35. Thì vậy thì bây giờ mình cảm giác là không cần thiết cái tim nó có phần bằng đây không cần thiết, chúng ta sẽ làm nhỏ nó lại, nó làm cái vùng gọi là ROI, tức là region of interest, là mình tập trung vào chỗ đó thì mình sẽ làm giảm nó xuống và mình nhỏ nó lại. Rồi mà nó nhỏ quá thì nó sẽ khó cho anh chị, nhưng mà ở một mức độ chấp nhận nào đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái bây giờ không có cái quay phim ở đây, nhưng mà thực sự ra nó có một cái phần cái TGC phía bên này là có một cái hàng các nút á, thì thông thường các bạn vô cái là bạn đẩy cái tất cả các nút lên à tối đa. Cái động tác đầu tiên là các bạn cứ vô có thấy màn hình, ví dụ như vô vậy thấy hình mờ là bạn cầm đẩy lên cái đó tối đa. Thì cái động tác làm như vậy á là tôi hay nói với mấy bạn đi học đó là chúng ta đang sắm một cái chiếc Porsche mà chúng ta chạy taxi, bởi vì nếu như các bạn muốn cho tăng màu gain lên, tức là cung cấp cho nó một cái năng lượng hoặc là một cái amplitude, thì chúng ta sẽ dùng cái gain tổng để cái gain 2D. Thấy cái gain này mình lên được, nhưng cái gain này á để mà chế tạo nó thì chắc chắn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta chỉ cần tăng năng lượng đầu vào cái thì chúng ta có gain này. Còn cái TGC đó nó sẽ gọi là time gain compensation, có nghĩa là nó bù trừ theo khoảng thời gian, nó phải tích hợp cái khó hơn. Ví dụ như bây giờ nó tưởng tượng nó cái phần đầu nó sáng quá thì chúng ta chỉ cho phần đầu nó tăng lên, phần sau nó sáng quá chúng ta giảm phần sau xuống, thì đó là cái phần nó khó hơn nhiều và nó tốn tiền hơn rất là nhiều. Do đó các bạn đừng có bao giờ xách cái TGC đó mà đẩy ngược lên hết lên phía tây. Đó là cái động tác mà mình thường hay làm nhưng mà nó không có được gọi là hiểu biết hoặc là không có tôn trọng lắm cái đồng tiền mà sếp mình bỏ ra cho mình. Vì mình đâu có tiền mà còn sếp mua không. Rồi bây giờ quay trở lại cái thức đây thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là bên này chúng ta sẽ coi đây là vị trái là vị phải. Các bạn muốn rõ hơn thì sẽ zoom vô đó, và chúng ta sẽ zoom vô cái này vô một xíu nữa. Đó là gì? Cái vị trái thường thường bởi vì thực sự ra phía đầu này chúng ta quét lên một xíu mà thấy được cái tiểu nhị nhọn nhọn đó. Nhưng mà trong thực hành lâm sàng thì thông thường thì nếu chúng ta có situs solitus lobocardia rồi thì thường thường cái nhĩ đó nó sẽ không có đảo nhiều và chúng ta thấy nó kết nối được với lại cái tĩnh mạch phổi. Bây giờ mình cho cái okay, nó lên một chút đừng có thể nào. Thì thực sự ra với người lớn thì mình cái hình này mình sẽ khó khăn hơn, nhưng mà với trẻ em thì mình sẽ thấy được cái hình nó đẹp hơn. Rồi như vậy chúng ta coi đây là cái tĩnh mạch phổi, dù đây là tĩnh mạch phổi phải, tĩnh mạch phổi trái đây. Rồi đây là cái nhĩ phải, và chúng ta thể khảo sát đây, đây là cái tầng nhĩ nãy mình coi rồi, không có tầng nhĩ. Bây giờ mình thấy mình sẽ zoom cho các bạn thấy chỗ này.
Như vậy từ đây tới đây cái vách này là vách gì? Vách nhiệt thấp. Như là sáng mình có nói còn là gì? Mình có nói rất là rõ cho các bạn là để mình tăng cái gương màu lên xíu mình nhìn thấy hơn rõ ràng là cái thất trái thì nó đi luôn luôn đi với lại cái van hai lá, nó phải luôn đi van ba lá. Vậy thì rõ ràng là mình thấy ở đây cái lá này, cái lá này nó nằm về về đấy, cái lá này nằm về mỗi thân. Thì rõ ràng đây là một trong những cái cấu trúc, à, cái đặc trưng mà mình phát hiện được, à, đây là lá trước của vành hai lá, đây là lá vách của vành ba lá. Cho nên vị trái có khả năng nối với thân trái, vị phải có khả năng nối với thân phải. Rồi mình đánh giá là nếu mình sẽ dùng cái màu vô đó, bạn sẽ thấy là mình coi lại và coi cái lá này, cái lá này nó không có đóng vô đây mà nó chỉ hướng ra phía này đó, nó mở ra hướng này. Nhưng còn cái lá này mình để ý kỹ coi đây này, ngay chỗ cái mũi tay này nó có cái dây chằng dính vô cái vách thấp không, thấy rõ không đó. Nó khi nó mở là nó mở gần như song song với vách luôn, cho nên đó là cái đặc trưng thứ hai của phân biệt thất phải thất trái. Thì nếu anh chị chỉ cầm cái siêu âm bình thường thì ủa phân biệt chi vậy, nhưng mà giống như là những cái ca nãy mà nói là kênh dưới thấp đó mình coi thì thấp nào là thấp ưu thế thì lúc đó mình sẽ coi quan trọng, hoặc là kênh dưới cái bệnh lý tim một thấp thì chúng ta sẽ biết được cái thấp đó là thấp trái hay là phải. Hệ thấp trái thì cái tim một thấp nó sẽ tốt hơn nhiều, cái tiên lượng nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái thấp phải. Rồi bây giờ cũng tương tự như cái này thì anh chị sẽ làm tương ứng thôi, ba lá có thể hay không, hai lá có thể hay không, chúng ta sẽ bỏ qua cái phần đó, chúng ta sẽ không nói nhiều. Chỉ có một cái là nếu như anh chị để bốn buồn như vậy, đôi khi cái luồng thở thì sẽ không bắt được, thì lúc đó mình sẽ đẩy lên, đẩy cao lên một chút, và lúc đó mình sẽ mở gọi là cái open cái van ba lá ra, thì lúc đó mình sẽ có một cái khảo sát cái van ba lá kỹ hơn, tức là lúc đó mình focus vào cái van ba lá, hoặc là lúc đó chúng ta sẽ đi qua một cái bằng cách gọi là đường vào của thất phải. Vậy thì các mặt cách đường vào thất phải là như thế nào? Bởi vì tôi làm luôn cho liên tục, cho nên anh chị để đây mặt cách cần tiếp tục tục dọc nha, chính danh nha. Anh chị bẻ cái đầu dò nó nha, hướng cái đầu dò cái tia nó xuống về phía bên phải một xíu, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái đường vào của thất phải. Và đôi khi trong một số trường hợp trên mặt cắt cũng buồn, cái luồng thở thì sẽ không có thẳng hàng với lại cái đầu dò được, thì lúc đó đôi khi nó qua cái đường này chúng ta có thể bắt được mình thử. Và sẵn luôn tôi nói luôn, từ cái mặt cắt này chúng ta trở về cái mặt cắt chuẩn bình thường của nó, và nếu như cần chúng ta đẩy ngược vào phía bên trái một xíu thì lúc đó nó sẽ xuất hiện cái đường thoát thất phải ra. Nhưng mà bệnh nhân này thì vì nó đường thoát thất phải nó có vấn đề, cái đó chúng ta chưa có thấy rõ. Rồi quay trở lại cái bình thường cạnh ước, rồi bây giờ ta qua cạnh ước tục dọc đúng không? Thì được. Con mình đi hẳn và nhìn thấy ở đây là mình mở rộng ra một xíu để mình coi toàn bộ cái đã, mặc dù chấp nhận cái gen với cái frame rate nó nhỏ đi đó, thì mình thấy frame rate là 50 rồi cũng tương đối được. Mình thấy rõ ràng là để mình có được một cái hình ảnh chung về cái nhĩ trái, về vành hai lá, về thất trái, rồi mình chủ thất phải, rồi bây giờ mình muốn coi cái gì thì mình sẽ thường thường tôi sẽ ghi hình cái đó lại, ghi lại, và lúc đó chúng ta sẽ làm nhỏ cái sector lại. Và khi chúng ta làm nhỏ sector lại, chúng ta điều chỉnh cho nó nhìn một chút thì lúc đó frame rate nó sẽ lên, lúc đó các bạn sẽ đo. Tôi thì không bao giờ đo M1 mà để đo cái động mạch chủ với lại văn cái vị trái hết, bởi vì đo như vậy nó không đúng. Vị trái đo như thế này, động mạch chủ đo như thế này đó,
không thể nào mà nó mình dùng một cái amplimod, giả sử như dùng theo cái kiểu của chị bình thường đó là chỉ đây, rồi chị đo cái này là đồng mạch chủ, đo cái này là vị trái, nó không có ý nghĩa gì cho phẫu thuật viên ấy. Không bao giờ phẫu thuật viên hoặc tim nội chỗ này để mà nếu mà muốn đo để mình biết được cái đo thì Z-score hoặc là đo để tính cái vòng van mà mạch chủ muốn thay, mình không bao giờ phẫu thuật viên họ tin vào cái này hết. Do đó không bỏ cái chị nên bỏ đó đó. Thì vị trái, vị trái này đồng mạch chủ là từ cái hinge point từ đây qua đây, cái đó chúng ta phải có cung cấp cho cái. Và chúng ta thấy ở đây cái van hai lá một mặt chúng ta thấy khá là bình thường, nhưng như hồi nãy tôi nói về cái sinh lý của cái biến chứng ngộ độc được không ngủ luôn rồi. Thì cái thất phải với thất trái của nó tương đối là nhỏ, nếu chị đo là thì nó tương đối là nhỏ. Và cái quan trọng ở đây cái đồng mạch chủ cỡ người, đồng mạch chủ cỡ người mở rộng ra chỉ cái đồng mạch chủ cỡ người. Thì ở đây thì nó ví dụ như tưởng tượng là ở đây mình có một cái đường tưởng tượng từ đây lên đây nha, rồi lúc đó mình chia cái này ra qua đây bao nhiêu, 50-50. Nếu chị muốn tính kỹ thực sự 50-60 nó cũng không quan trọng lắm, thực sự 50-60 đó chúng ta dùng là đâu rồi. Và như vậy ở đây chúng ta thấy có một cái cần mạch chủ cỡ người, có một cái khuyết của mắt tư thấp đây, và thấy cái dòng màu là màu xanh từ phải qua trái, như vậy đó là cái lưu thông tư thấp, tức là mặt trụ lên. Rồi bây giờ mình qua bằng cách cảm thức được ngán, thì mình thấy cái lỗ thông tương thấp này á, nếu mình cắt đốn cái mà cắt cận ứng cực ngắn á, thì lỗ thông tương thấp này là phần gì hả? Nó là phần màng lan tiểu luôn. Lỗ thông khá là lớn, như nãy mình nói lỗ thông này không bao giờ lên chính hậu. Và ở đây mình sẽ bắt buộc phải coi cái đồng mạch vành. Cái đồng mạch vành này coi chừng nó lớn là nó sẽ khó hơn nhiều. Anh chị coi cái đồng mạch vành này, cái bệnh này mình chưa xem. Có thể cái đồng mạch vành nó xuất phát hơi lệch về phía bên trái, nhưng mà rõ ràng là nó không. Nếu anh chị có siêu âm á, thì đây là cái vùng mặt biểu này. Nếu mà cái đầu mặt bạch nó đi trong cái vùng này á, coi chừng cắt. Bạch này mình thấy cũng có vấn đề gì. Nhưng mà quan trọng ở đây khảo sát thử cái đầu mặt tầm trái. Sao quá. Mà thì nghe nó bị tủi đúng là trí khí hoa ngôn. Người trí ở đây bị tủi mà nhận trí cái này. Rồi mà thấy cái thứ lớn là một cơ thể không tốt của mình bị mô, nhưng mà đây chúng ta thấy là cái đường thoát tại của nó rất là hẹp. Gần như nó hẹp rất là nặng. Cái này là mũ đi
đường thoát, cái này nó rõ lắm. Mà thấy cái động mạch nó khá là bất thường ở chỗ này ra. Ngủ bao lâu rồi? Nhưng mà ít nhất bây giờ mình qua mình đi tìm cái chuyên viên nó khó thì mình thấy là à, cái động mạch phổi hay nhất động mạch phổi nó hợp lưu. Đây là cái khung động mạch chủ, thấy không? Mình thấy bình thường. Đây là cái động mạch phổi trái. Động mạch phổi trái mình to như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ đưa vào cái bao nhiêu cái chiều cao bao nhiêu mình sẽ đo cái G-score. Thì mình thấy cái động mạch hơi nhỏ nhưng mà phải coi cái G-score thì lúc đó mình mới bắt được. Và với một cái đại khái 42 kg và mình thấy rõ ràng là cái động mạch phổi này tương đối là nó nhỏ, và đo chỗ trước chỗ kia 10 tương đối là nhỏ. Thì giống như nãy mình có nói rồi, chúng ta đưa vào cái G-score để chúng ta đo mới biết được. Rồi đây là gì, chúng ta thấy cái động mạch chủ lên nhé. Động mạch chủ lên thì cái nguyên tắc là co thử, hồi nãy mình có nói là trong resort 25% resort, và thường cái resort đó nếu mà tiêu chuẩn pha lô mà nó có cái động mạch quay phải thì đôi khi cái resort nó cao hơn là quay trái. Và chúng ta thấy ở đây quay phải là sao, nhưng mà động mạch này chúng ta thấy cái nhánh thứ nhất, nhánh xuất phát đầu tiên á, động mạch chủ lên nhánh đầu tiên nó xuất phát luôn, thì chúng ta thấy là nó qua bên trái, đơn nghĩa là quay của nó quay động mạch chủ nó qua bên. À, cái này nó qua bên phải thì qua động mạch chủ nó qua bên trái. Đó là cái xác định. Vậy thì cái nhánh đầu tiên của nó này, nhánh thứ nhất nó ra đây, và chúng ta thấy ngay từ cái nhánh ra đó chúng ta có một cái dòng máu bất thường này, mình luồn đi, mình thấy có cái luồng máu nó chạy bất thường chạy xuống. Thì mình thấy không? Tự nhiên nó có dòng máu chảy xuống đây là hồi đó mình làm petition rồi, mổ rồi, nó mổ được bên phải. Thì bạn biết là cái nếu mà quay được mặt chủ nó bên trái thì mình sẽ mổ bên phải, còn quay được mặt chủ bên phải thì mình sẽ mổ bên trái. Petition mình có thể thấy đây là cái vi sinh, cái mà cái người phụ nữ toxic là lóc toxic đã làm, may quá tự nhiên bây giờ nó có vi sinh cho chị thấy. Đây là cái động mạch chủ nó được nối vào động mạch phổi, bởi vì cái đường thoát tức là cái đường máu từ động mạch và từ cái thấp phải lên động mạch phổi nó quá ít, cho nên đảm bảo đứa trẻ này là hồi đó đã tiến rất là nhiều nha. Cho nên trong cái giai đoạn sớm đó các bác sĩ phải phẫu thuật để mà gọi là palliative, là tạm thời
cái tạm thời này chúng ta nối vi sinh thì để cho cái dòng máu từ bên nhà mạch chủ nó vào phổi. Ở đây mình thấy cái phổi đó. Cái phổi này nó giống như là ống động mạch đúng không? Bởi vì nó là một cái ống động mạch theo ý của toxic, tức là chúng ta nối từ động mạch chủ vào trong phổi. Và khi chúng ta thấy là cái tâm trương này nó còn khá là cao thì có nghĩa là cái dòng máu tâm trương nó còn khá là cao, có nghĩa là cái ống động mạch đó quen cái hệ thống mạch máu phổi, nó không phải là tăng áp rất là nhiều, nó kháng lực nó không có nhiều lắm. Và nếu kháng lực nó nhiều lắm, trong tâm trương nó kháng lực nó cao ấy, thì lúc đó là cái tâm trương nó sẽ rất là thấp, bởi vì dòng máu tâm trương nó rất là thấp. Ở đây chúng ta thấy nó đi gần như là liên tục luôn, cho nên khả năng là cái này ok. Như vậy chúng ta thấy bệnh nhân này có một cái thấp phải ưu thế, có cái thông lưng thấp, có cái hẹp rất nặng. Bây giờ mình thực sự mình không có thời gian, bởi vì làm cái này đôi khi bạn sẽ mất 30 phút tiếng hồ để mà làm, nên mình gần hết giờ là chúng ta sẽ không tập trung vào chỗ đó. Nhưng đại loại là chúng ta sẽ có cái đường thấp, cái thấp phải nó bị hẹp, thông lưng thấp, dài thấp phải chỉ có được đủ để mà nói trước trước hello, cộng thêm một cái là tiền sử đứa bé này nó được mổ, và mình khảo sát cái này mình thấy mổ là đó, như trong trường hợp này mình thấy cái loại cái rồi mình nói luôn, đôi khi các bạn để cái màu nó như thế này nha, cái gen của nó cao như thế này, bây giờ bạn muốn bỏ màu vô thì màu nó sẽ không thấy, cho nên bắt buộc mình phải điều chỉnh sao đó mình thấy ok. Xong xuôi rồi mình biết được 2D rồi thì lúc đó mình sẽ làm giảm cái 2D, cái gain gọi là cái grade scale càng nhiều, đó lúc đó mình sẽ làm nổi được cái màu lên. Và thực sự là cái bóc màu này, nó cái bóc màu này cũng rất là quan trọng. Nếu mà giờ mình bóc màu nó to á, nó làm giảm cái frame rate rất là dữ. Bây giờ mình sẽ giảm cái bóc màu xuống thì nó sẽ làm tăng này. Rồi bây giờ mình giới thiệu luôn, tranh thủ còn mấy phút trước khi bác sĩ ba vô thì mình sẽ giới thiệu chị luôn là cái với cái thất trái á, chị thường làm là đo cái tay côn rồi không, nhưng mà hiện nay khuyến cáo là không có đo tay côn. Nếu như mà muốn đánh giá cái đẳng cấp trái, chúng ta không có đo tay côn nữa, mà đo cái sinh sinh, mà không phải sinh sinh bốn buộc mà sinh sinh bay lên đó. Thì cái đó mình sẽ không giới thiệu lại, bởi vì chị biết rồi, chúng ta chỉ giới thiệu sơ mà cái mà chị thường biết là đó là cái đánh giá chức năng của thất phải tâm thu. Mình sẽ thấy đây một cái thực hành mà thường, ví dụ như ở khoa luôn luôn bắt buộc tôi là tối thiểu phải làm, đó là đo cái tắc xì. Vậy chúng ta sẽ đưa vô đầu con trỏ của em mốt vào ngay cái vòng quanh ba lá đó, phải không? Chúng ta bấm cái đầu con trỏ. Thì tắc xì là gì? Tắc xì nó gọi là tricuspid annular gland, nó gọi là gì? Anterior nhé. Tắc xì là systolic. Y là gì? Excursion, để nghĩa là cái vận động của cái vòng quanh động ba lá ra trước. Thì ở đây mình đo, tôi cố gắng mình đo lên 17.2 chứ nhích nhích lên xí, thì 17 là bình thường ha. Đây là tắc xì. Thì cái tắc xì này nó là một cái đo rất là đơn giản, nhưng mà trong đa phần trường hợp thì nó có tác dụng rất là tốt trong tiên đoán. Nếu như các bạn đo cái M1 này nhiều lúc bạn không thấy rõ, cái này thì nó rõ rồi, nó phải không rõ. Giả sử như vậy thì có thể lúc đó chúng ta sẽ chơi cái trò này là chúng ta cho tissue double vô và chúng ta làm thêm 1 à, thì mình sẽ thấy là cái màu xanh đây là đấy, ngay cái chuyển dòng đây từ rõ đây, đó là mình phải ráng ráng làm cho đủ như vậy 16.6 nha. Thì đó là cách chúng ta đo tắc xì. Một cái cách nữa là cái S phẩy, là lúc đó chúng ta cũng bỏ siêu đông lơ vô nha, mà chúng ta không dùng M1 mà chúng ta đo cái siêu đông lơ luôn á đó.
Đây thì các bạn sẽ có gì? Thấy hình cho nó rõ này. Đây là chỗ này mình đo, chỗ này là mấy? 10. Mấy là bình thường? 9. Thì đây là cái sóng gọi là sóng S' của hình ba lá. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba mà gọi là chuẩn nhất trong cái 2D, ở lúc đó các bạn sẽ đo FAC. Thì giả sử như giờ mình cho nó lên cái gen nó lên một chút, FAC là gì? Rồi, FAC mình đo, FAC mình đo để làm sao? FAC mình đo cái tâm trường, mình đo thì mình đọc thấy cái vòng của nó là mình móc luôn cả cái moderator band, móc luôn tâm trường, tâm xuôi gì đó, tâm thu. Thì cái tắp C này là 30, nếu mình đo đúng nó là 34%, 34% là hơi giảm, nhưng thực sự ra cái thì chỉ giá trị thôi, chứ còn thực sự nếu mình đo kỹ nhất mình đo cho đàng hoàng thì 35 là bình thường nha. Đó là cái cách, ba cái cách mà chúng ta sẽ đo cái chức năng tâm thu của tâm phải. Rồi một trong những cái cách chúng ta đo được cái tâm phải nó giảm hay không giảm thì chị sẽ đo là sao? Có một số cái cách nhưng mà thôi bây giờ cái đó là thôi đi dành, bởi vì chúng ta sẽ có cái CME sau. Một trong những cái nữa chúng ta coi, ta đo coi thử thân phải nhưng mà ta đo cái biên thân trái, ta đánh giá chúng ta thân phải nhưng mà chúng ta đo thân trái, tức là tâm trường, chúng ta đo cái đường kính như thế này à. Và chúng ta đo cái đường kính này thì nếu như bình thường thì nó từ 1.1 đến 1.2, nhưng mà khi cái thất phải lúc đó nó càng tăng áp hoặc là tăng áp phổi hoặc là nó bị tắc nghẽn càng nhiều thì lúc đó cái đường này nó sẽ bị gạt không, và lúc đó cái tỷ lệ này nó sẽ khác đi so với bình thường. Thì đó là một số các cách chúng ta đánh giá chức năng tâm thu. Thì chỉ khuyến cáo cho anh chị là hai cái, là một, nếu như mà cái tim đó nó không có được mổ xẻ gì hết, chưa có mổ xẻ gì hết không, chúng ta mình đánh giá cái tóc xì nếu mà lường đánh giá tóc xì thôi thì chúng ta sẽ có được cái tóc xì ít nhất. Bây giờ khuyên chị, khuyến cáo cho anh chị làm nhiều quá anh chị chửi, nó làm nhiều tốn công mà bệnh viện thì nếu mà làm lâu thì nhân chửi nữa, nó làm gì đó bác sĩ làm lâu quá, thể bệnh nhân nào mà vô làm với mình thì ưa cho làm cho lâu, nhưng mà đứng ngoài chờ thì ưa làm người khác làm cho nhanh, cho nên nó rất là khổ. Do vậy ít nhất là chị cũng làm được cái tóc xì nha. Thì đó là cái phần diễn, cái trình diễn. Thì mình nói với các bạn một nhắc lại là gì, ID là gì, dứt khoát. Nếu anh chị có như các bạn mà học lớp sơ mô thực quản rồi đó thì có trình bày về cái nguyên lý tạo ảnh hoặc là thế này thế kia, vì sao mà chúng ta hiểu cái frame rate nó như thế nào, thì lúc đó các bạn sẽ thấy vì sao chúng ta làm dày 50 à, dày thì 35, dày thì là 9, dày thì 6 à, còn như thế này thì nó là 50, như thế này thì nó là 84. Thì cái quan trọng nhất là nếu như các bạn làm cho đứa trẻ mà tim thì là nhanh, cái frame rate nó càng thấp thì bạn sẽ miss rất là nhiều. Thứ hai nữa, khi chúng ta khảo sát cái van hai lá chẳng hạn như vậy, mình coi thứ xa hay là có bung, có đứt dây chằng gì hay không, thì mình cần cái tốc độ rất là nhanh, thì lúc đó mình phải cần cái frame rate rất là cao à. Do vậy chúng ta nên nhỏ lại zoom nó vô, với lại khi chúng ta đo đạt cái gì chúng ta muốn đo cái kích thước nào đó thì nguyên lý chung là phải zoom à.
xa. Đấy. Để nó giảm cái sai số đi, đó là cái về là còn một cái nữa chúng ta nhớ là đừng có bao giờ ôm cái màu với lại hay đi cùng một lượt rồi chạy qua chạy lại qua như thế này thì nó sẽ làm giảm đi cái chất lượng hình ảnh của chúng ta rất là nhiều. Một cái nữa khi chúng ta muốn làm màu thì chúng ta phải làm hay đi trước, sau đó bỏ màu lên và chúng ta có thể làm giảm cái gain hay đi để mà lúc đó chúng ta xuất hiện cái màu. Hoặc là nếu có máy anh chị có, ví dụ như giả sử anh chị có đi thì chúng ta có thể, tôi nghĩ là bao giờ cái máy này, hiện nay á, bao giờ nó cũng sẽ có, ví dụ như chúng ta sẽ có cái color compare, hoặc là tùy cái gọi là color compare hoặc là cái Google gì đó, nhưng mà sẽ cho chúng ta thấy như vậy nó không làm giảm cái scale xuống nha. Cái này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc phát tia với lại nhận tia ở cái đầu dò, mà nó chỉ là cái phần post processing, tức là cái phần mềm ở trong máy thôi. Do đó nó sẽ không làm giảm cái frame rate của mình đi. Một cái nữa là cái GGC, tôi rất là đau lòng nếu như các bạn mấy bạn học viên mình mà vô mình cứ cầm và đẩy lên cái vậy yên tâm, và sau đó mới dùng cái này mà hạ xuống thì câu chuyện đó là chúng ta đang ví dụ như chúng ta cướp một tình về để mà đi quét nhà cũng hơi quý đó. Có hỏi gì không? Hay là từ nãy giờ không đủ sức, cái ý nghĩa là không đủ sức, nó vượt ra khỏi đầu của mình, mình bị hố đen, mình bị hố kéo vô lại.